Tại Trung Quốc, nước này cho biết chất lượng không khí và nước đã được cải thiện, lượng phát thải khí CO2 trong năm 2020 cũng giảm trong bối cảnh nước này đang theo đuổi chính sách phát triển xanh. Trong năm ngoái, tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí tốt ở Trung Quốc đạt 87% tại 337 thành phố các cấp tăng 5% so với năm trước đó. Mật độ trung bình các hạt bụi mịn PM2.5 trong không khí giảm 8,3% so với năm trước đó, trong khi nồng độ bụi PM10 cũng giảm 11,1%. Trong khi đó, dữ liệu thu thập tại 1940 điểm giám sát chất lượng nước cho thấy chất lượng nước ở Trung Quốc trong năm 2020 cũng đã được cải thiện, trong đó tỷ lệ nước mặt có chất lượng khá tốt ở mức 3 trở lên theo thang đánh giá gồm 5 cấp độ tăng 8,5% lên 83,4% tỷ lệ nước bề mặt ở dưới mức 5, mức thấp nhất giảm 2,8% xuống còn 0,6%.